mọi người. Dạo này trang điểm rất là nhiều và mình thì không có thói quen là quá kỹ lưỡng với cái làn da của mình đâu. Và hôm nay cảm giác da mình nó sạm đi rất là nhiều, và khi mà sử dụng những cái kem dưỡng á thì nó không có cảm giác không thẩm thấu nữa. Cho nên hôm nay mình đã mua một lọ khô về và mình tẩy tế bào chết. Cũng giống như body vậy thì mặt cũng cần phải tẩy tế bào chết. Đó là một cái bước rất là quan trọng để làm sạch da và cũng như là đón nhận những cái bước dưỡng ẩm tiếp theo. Cái cảm nhận đầu tiên của mình là một cái hộp màu vàng gold rất là sang chảnh nha. Mình sẽ test thử như thế nào. Đẹp quá. Để xem là có thơm không nha. Thơm rất là dễ chịu nha. Bây giờ thì mình sẽ tẩy tế bào chết. Bôi lên và tẩy. Sao mà mình nó bong ra nè. Cảm giác như là kỳ đi hết những cái lớp mà bụi bẩn mà khi mà mình trang điểm á còn sót lại và tẩy trang thì không bao giờ mà lấy đi hết được. Một điều rất là hay ở sản phẩm này đó là khi mà mình tẩy tế bào chết á, không có bị rát mặt giống như những cái sản phẩm khác. Rửa sạch lại bằng nước nè. Bây giờ thì mình đã vừa mới tẩy tế bào chết xong và các bạn có thể nhìn thấy là mặt mình hiện tại đang rất là sạch và rất là căng mướt lên ha. Các bạn nhớ sử dụng bước này trước khi sử dụng kem dưỡng nha.